xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Đều Ngự, sẽ tiếp tục giảng về những lời Đức Phật dạy qua Kinh Pháp Cú, Phẩm Hình Phạt. Và chúng tôi hy vọng qua những chia sẻ và giảng dạy của Thầy giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật Pháp để có một đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, A Di Đà Phật, dạ chúng con kính chào Thầy. Dạ, A Di Đà Phật, chào cô Nhật Quyên Huy. Chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, kính bạch Thầy, chúng con xin phép đọc bài kệ tiếp theo là kệ 137. Đó là dùng trường phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loài khổ đau, chịu gấp một loài khổ. Dạ, kính bạch Thầy, do nhân duyên gì mà Đức Phật đã nói lên bài kệ này ạ? Cảm ơn cô Nhật Nguyên Huy đã đọc cái bài kệ này. Và thưa quý vị, mỗi khi Đức Phật nói một cái bài kệ đều có nguyên nhân. Và hôm nay đây, Đức Phật nói cái bài kệ nghĩa là dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Nhân khi Đức Phật thuyết pháp tại Kỳ Viên Tinh Xá, Ngài đề cập tới Ngài Mục Kiền Liên. Và nói rằng là khi đó thì Ngài Mục Kiền Liên bị những cái tụi côn đồ nó tìm kế, nó đánh, nó đập. Nhưng mà Ngài biết được cho nên Ngài tránh đi chỗ khác, lần thứ nhất. Và lần thứ hai cũng vậy. Và lần thứ ba, nó đến nó bao vây. Và Ngài quan sát rằng là trong vô lượng kiếp, Ngài đã lỡ tạo một cái tội. Cho nên, giờ này Ngài phải chịu một chút nghiệp còn lại. Cho nên, Ngài mới để đó, nó vô, nó đánh, nó đập Ngài đến gắt xỉu. Và những cái người đó, họ tưởng rằng Ngài Mục Kiền Liên đã chết rồi, cho nên họ bỏ đi. Và sau đó thì Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên mới quay trở về Đức Phật và xin Đức Phật nhập Niết Bàn. Và khi đó thì Đức Phật mới bảo Ngài Mục Kiền Liên rằng thôi, trước khi vào Niết Bàn, ông hãy nói một cái bài pháp để cho đại chúng nghe, rồi ông hãy đi. Và Ngài Mục Kiền Liên mới kể lại là trong vô lượng vô biên kiếp về trước, Ngài có cha mẹ mù. Ngài rất là hiếu thảo đối với cha mẹ của mình, rất là cung phụng đủ mặt. Sau đó thì Ngài có một người vợ, rồi nghe lời vợ mới đem bỏ cha mẹ đi. Nhưng mà cha mẹ lần đầu tiên trở về được, lần sau đó thì bỏ cha mẹ nữa, và gần như là giả bộ cái bọn cướp để đánh giết cha mẹ, để rồi phi tang cái bằng chứng đi. Do những cái tội nghiệp mà từ quá khứ đó, cho nên Ngài mới chịu cái hậu quả như ngày hôm nay. Đó là nguyên nhân mà Đức Phật đã nói lên cái bài kệ này. Dạ, dạ chúng con kính cảm ơn Thầy. Vậy kính bạch Thầy, nhân bài kệ này Đức Phật là dạy, nhân cái câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên, Đức Phật mới dạy lên cái bài kệ này. Nhưng mà câu đầu tiên với là câu thứ hai, Đức Phật ví là dùng trường phạt không trường với làm ác người không ác, nghĩa là sao kính bạch Thầy? Dạ. Thưa quý vị, mình những cái câu mà nó gần và ngắn gọn ở trong những cái từ đó, cho nên chúng ta rất là khó hiểu. Tức là dùng trượng phạt không trượng. Nếu một người nào đó dùng một cái vũ lực, dùng cây cối, dùng vũ khí mà để đánh đập giết người khác, cái người đó họ không có chuẩn bị cái vũ khí, không có một cái lòng ác, không có làm cái việc ác, nhưng mà chính cái người kia đã dùng tất cả những cái hình phạt đó để mà chém giết, đánh đập người khác. Đó là cái câu mà Đức Phật nói, tức là cái người không có chủ ý. Rồi cái người có chủ ý lại chuẩn bị để mà đánh, mà đập, mà giết người khác. Cho nên dùng trượng phạt không trượng, tức là dùng tất cả những vũ khí đánh người không có vũ khí, và làm ác nhưng mà người không ác. Chính cái bản thân của người đó, họ làm tất cả những cái điều xấu ác, nhưng mà cái người kia thì không có làm tất cả những cái điều ác. Thì ở đây Đức Phật muốn nói lên rằng là tất cả một chúng sanh nào đó họ cũng có cái lòng từ bi, từ con vật cho đến loài người.
điều thương yêu, điều trang trải ra. Nếu mà chúng ta vì cái lòng ác của chúng ta dùng, nghĩa là con chim bay trên trời thì chúng ta dùng lưới, dùng ná, dùng súng để chúng ta bắt. Con cá ở dưới nước thì chúng ta dùng lưới, dùng chài, dùng câu để chúng ta bắt. Con vật ở trên bộ thì chúng ta đào hầm, làm bẫy để chúng ta bắt, ta giết hại để ăn, để uống, để nhốt, để đọa đày nó. Thì cái sự đau khổ đó rất là nhiều. Và đó là nói về thú vật. Nó không có thông minh như con người. Chúng ta tạo tất cả những cái nghiệp cảm xấu ác để rồi chúng ta phải chịu. Và đối với con người của chúng ta thì cũng vậy. Con người chúng ta, người khác họ rất là từ bi, không có cái lòng ác đối với chúng ta, mà chúng ta nghĩa là dùng tất cả mọi cái thủ đoạn, hoặc giả là chửi, là mắng, dùng bút, dùng viết để mà mắng chửi, dùng miệng để mắng chửi, dùng tất cả những cái loại vũ khí để mà chuẩn bị sát hại. Đó là tạo một cái nghiệp ác vô cùng to lớn mà Đức Phật muốn nói ở đây, tức là dùng trượng phạt không trượng và làm ác người không ác. Thì cái tội báo nó sẽ đến với chúng ta trong một cái ngày nào gần nhất đó, thưa quý vị. Cho nên hai cái câu này Đức Phật là ý nói như vậy, thưa cô. Dạ, dạ chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy, vậy theo tích truyện, ngài Mục Kiền Liên bị những cái người ngoại đạo giết hại, mà giết một cách mà chết rất là thảm, mà theo như chúng con được hiểu là ngài Mục Kiền Liên là một cái người mà đã được chứng quả A-la-hán, là có rất là nhiều thần thông. Mà khi ngài đã chứng được quả A-la-hán như vậy rồi thì tại sao ngài không có dùng cái thần thông để mà thoát, tránh được cái chết thảm như vậy, mà phải ngài vẫn phải chịu cái chết như vậy? A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Nhật Nguyên Huy. Và thưa quý vị, một khi mà chúng ta đã chứng được cái quả A-la-hán thì tất cả những cái hoặc lậu nó đã dứt trừ, nó không có còn nữa. Cho nên ngài là một cái vị thần thông đệ nhất. Quý vị biết là Đức Mục Kiền Liên là một vị thần thông đệ nhất trong tất cả các hàng đệ tử. Mà như vậy thì thần thông đệ nhất ngài gồm có lục thông, mà tại sao ngài không biết được, không tránh được? Nếu mà dùng thần thông thì có thể là hóa hiện ra biết bao nhiêu cái bờ tường để nó che chắn chúng ta, bao nhiêu những cái bức thành bằng sắt, bằng đồng để mà che chắn chúng ta. Làm thế nào mà những cái bọn côn đồ đó đánh ngài được? Nhưng mà ở nơi đây ngài muốn thể hiện rằng một khi mà chúng ta tạo nghiệp thì cũng phải trả nghiệp để cho chúng ta thấy. Còn nói không thì con người không có thể mà thấy được và không có hiểu được cái vấn đề đó một cách tường tận như vậy. Cho nên ngài muốn thể hiện cái việc đó. Chứ thực tế nếu mà chúng ta đã chứng quả rồi thì tất cả những cái lậu hoặc những cái nghiệp chướng nó đã dứt trừ hết, chứ không phải là còn như vậy. Ví dụ như trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, không, chúng ta biết rằng một người nào đó bạn thân với mình, hoặc giả là người quen biết với mình, bà con với mình, một người nào đó vừa nằm xuống chết, thì chúng ta biết truy nhận được vô thường, rồi nghĩ rằng là mình đây rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà rồi qua 2-3 bữa thì chúng ta quên mất. Cho nên ở đây ngài Mục Kiền Liên muốn thể hiện cho tất cả đại chúng thấy được cái sự nghiệp báo nó sẽ đến nếu chúng ta không có tu chứng được cái quả A-la-hán. Dạ, kính bạch thầy, vậy thì ở chúng con vẫn thỉnh thoảng vẫn thường nghe những người người ta quan niệm là mình chắc là lâu lắm mới được giải thoát, với lại mới được chứng quả, từ vì cái nghiệp mình còn quá nhiều và quá nặng. Ví dụ là người ta quan niệm là cái mình phải trả hết nghiệp thì mình mới được chứng quả, thì cái quan niệm như vậy là đúng hay là sai ạ? Không phải là trả hết nghiệp, nhưng mà sự tu của chúng ta dốc lòng nó quan trọng là nó nhiều hay nó ít, rồi chúng ta mới có thể dứt trừ được cái vấn đề mà nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta nỗ lực, chúng ta tu nhiều thì cái nghiệp chướng nó bớt đi. Ví dụ quý vị, thưa quý vị rằng là có một anh chàng thanh niên ở dưới nhà quê, anh muốn lên trên tỉnh, hy vọng rằng một ngày nào đó sớm nhất anh sẽ trở thành một cái người giàu có. Nhưng mà cái tiền vốn mang theo lặng lưng đó lên trên thành phố, qua mấy tháng thì không có còn một đồng xu nào, và việc làm thì cũng không có, tương lai thì mờ tối. Cho nên anh buồn quá, anh trở về nhà cha của anh ở nơi một cái đồng quê. Và cha của anh
mới bảo anh ta rằng là thôi bây giờ con ra con nhổ một cỏ đi, trong một cái sào ruộng cứ phải nhổ sạch đi. Thành ra anh thấy một cái sào ruộng nó quá nhiều, anh ngao ngán, anh than, anh thở, thì gặp một vị thiền sư nói tôi bây giờ đừng có ngao ngán như vậy. Con nên bây giờ mỗi một ngày con ra con nhổ 1 mét vuông đi, rồi dần dần nó hết. Và anh nghe lời như vậy thì anh nhổ mỗi một ngày mỗi 1 mét vuông, dần dà thì cái sào ruộng nó cũng hết cỏ. Thì hớ nào đây cũng vậy, chúng ta đừng có nghĩ rằng là một cái đó ngao ngán chúng ta làm một lần, nhưng mà mỗi một ngày một ít, mỗi một ngày một ít, chắc chắn chúng ta sẽ tiêu trừ hết tất cả các nghiệp chướng. Quý vị đừng có lo, hãy nỗ lực tu thì chắc chắn cái việc thành tựu nó đã đến với chúng ta, chứ không phải là cái sự giải thoát nó xa vời đâu. Dạ. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn thầy ạ. Dạ, và xin quý vị hoan hỷ đừng rời khỏi máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật.